Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Người Long An, sống Người Long An. Đây bữa cơm tối các bạn. Cá đường hồng chiên với măng xào các bạn, chấm với nước mắm tỏi ớt các bạn. Là món này ngon lắm các bạn. Ăn vừa béo béo. Rồi mời các bạn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Quay em nực quá. Em nực. Ngay rồi. Không ngay. Để giờ mình chỉnh ra. Rồi mình ăn thôi các bạn. Ngon nè. Bây giờ cái bột miếng chấm. Cái béo á. Thêm miếng này nữa. Cái giá nó mặn á. Ừ. Ngon. Mời các bạn. Cái giả nè, em là mắm dừa không? Cái mắm làm luôn hay vậy? Mà sáng ngày ăn ăn cũng thấy gì dễ nốt hơn. Dùng cơm thêm ăn. Cơm thay vào cần cái chưa mấy em á. Ừ. Cái chiều á. Cái mắm đâu mặn ha. Dừa phải không? Ừ. Đó, đừng gửi ra luôn. Đã.
Ngon quá vậy. Đang nằm ở nhà anh vừa quất ở đó mình thấy nó chạy, nó mặc kệ, nó chạy ra chở hàng rào trước, hàng nó chặn đường ghét vậy, chặn đường cái sao cái mà em có cái nén quạt nó chặn luôn nha. Giỡn trong đó là hồi hồi lâu ra rồi, biết đặt đồ hay ghê lắm. Rất nhiều cái đó hay lắm. Thấy mẹ Vinh thao đồ đó chạy chặn liền. Ủa thật không luôn, thật không ơi, đã quá. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nguyễn Hưng Vlog. Nhớ thích đăng ký kênh ủng hộ hơn những các bạn. Chào các bạn.